miếng cá kia luôn đó chú. Trời ơi má ơi. Sao? Đây hai đoạn. Lạc đường hả? Vừa mới tìm được địa điểm nha mọi người. Cái chật chật. Cái bắp đùi của mình nó cũng hơi bấy nhảy xíu. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với những chiếc video của Tố Đen và chú Nguyễn Giáp nha. Ngày hôm nay hai chú cháu có mặt ở hồ đập Đá Đen, cũng thuộc huyện Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Không biết là hôm nay cái hành trình của hai chú cháu sẽ câu được cá gì. Thì nếu mà nó dính con gì thì chúng ta sẽ bắt con đó về nhà ăn. Nhiều quá thì cho vịt, không thì đem bán hay là đem cho và tặng nha. Mời tất cả mọi người cùng đồng hành và theo dõi video của Tố Đen nha. Đây, đây chú Nguyễn Giáp này. Chào mọi người cá đây. Chào mọi người. Thì giờ lòng vòng hơi đuối mọi người ạ. Hồng nhau này xinh hả? Mình giống cái hồng nhau nha. Một không. Cao cao cái này giống nước sông. Dù có cám vậy. Rồi xong luôn. Bắt lưỡi luôn. Có lặn nổi không á? Lặn nổi là gỡ cái lưỡi ra luôn chứ gì. Nè
mẹ làm cái 4-5 mét là nước mà. Rồi nè, đi dính cái gì vậy? Không biết nè. Làm giỏi vậy. Vậy chú, này mà anh chỉ thấy mấy người họ đuối là vậy, xuống đâu nó sụp đi nó. Sụp là sao? Đất á, nó sụp tầng xuống. Một thác lát là chỉ ăn đồ sống mà thôi hả chú? Ừ. Cá gì cũng được hay sao? Lưới to rồi. Chạn ra ngoài á. Như kho ăn được nhỉ? Được chục con đó. Coi nó có lừa cước không con? Thế luôn hả? Đâu, cái cuối cùng. Thác lát này nó ăn lâu lắm rồi chú. Ôi, nhìn mặt hồ đẹp kìa. Sao vậy? Nhấp dậy đấy mà không xong ha. Quên sách nữa con gì mà cái đùi gì. Qua tao điện mày đấy. Không được anh ơi, giờ em nó dặn em mua nguyên con rồi, giờ chi anh lấy đâu được. Người nhà nó cũng không được ăn đâu, nó xuống mình không kể mày nghe hả? Đúng không? Anh em câu đêm luôn hả? Mấy giờ về? Qua đến cuối tuần về xong rồi lại xuống lại. Lúc không con bắt lên con kéo lên con làm lần đây giờ chúng có chú giật chứ giờ biết nào. Cơm chín chưa? Nó nhiều đời cái hai chú cháu mình ăn mệt nghỉ luôn. Ăn đuối. Đang biết nhìn đứa coi. Cá nhìn có mùi thơm gì chú? Cá gọi cá gì? Mè Vinh. Mè Vinh hả? Sao con có tưởng con tưởng cá hồng nhau chứ? Nhau đây không có. Mây hồi bưởi xong một con. Mây hồi bưởi. Mây hồi bưởi. Còn cá rồng đâu? Đây. Cái rồng đó là thiên thu. Mây hồi bưởi. Ôi trời. Cái rô coi chừng nó chạy á. Chết rồi. Chết thỉ. Không đánh không chết chú. Cá rô. Một tí nữa nhảy luôn. Mất tiêu. Mày bưởi. Có đâu.
con mà để cá rô nhảy là chú cười mặt con sao? Ừ thế. Wow. Trời ơi. Chắc bỏ mấy cái kia luôn coi chú. Trời ơi má ơi. Trời dính có chút xíu rồi. Vô anh em ơi. Né bắt. Tuyệt vời. Khó rồi hả? À, cười đến cái nào không? Coi góc này cho nó sáng này. Nó mệt luôn rồi đó. Khó luôn hả? Khó luôn. Wow. Mày hả bưởi? Hello. Trophy. Quá đã mọi người à. Cũng được, có cái để kho. Tối nay no rồi chú Giáp ơi. Dẹp đồ đi về nào. Ok. Yeah. Oh. Giờ anh đến rồi. Làm xanh hai con. Làm xanh hai con hả? Còn múc. Ok, hai con chút thêm to quá. Nấu cơm cho sợ mà. Muối thôi. Bây giờ vẫn chưa có tình hình gì, tình hình không chú? Bây giờ ít khá là đỡ. Có cá lớn nó ngồi vô hả? Đó gì chú Giáp? Đảo quá. Chú nghe mùi thơm chưa? Quá cháy luôn. Wow. Thơm chú Giáp ơi. Thơm đây. Wow. Không cần đây. Rồi, bà sới liền. Nó ra mồ hôi nó nhão rồi chép mới không mời con mời các bạn dùng con đó bụng quá đó. Mời các vị thần linh xung quanh cũng mời có mặt đen thương với tụi con nha. Hai chú cháu này vào trong hồ trễ nhưng mà tranh thủ làm được mớ cá để có bữa cơm tối. Cảnh ăn cơm đẹp quá. Nhưng mà mặt tối hù. Má cháy luôn. Trời ơi. Này nước mắm có ngon không chú? Rổ nó không? Ngon. Con ớt và ăn bùi ghê. Cảm giác cá tươi không? Đánh sắc ớt nhiều chứ. Ừ. Chảo luôn.
Trời, cá rô phi béo. Bữa ăn gì không hết. Rồi, xét nữa rồi. Nấu sao cũng bị nhão rồi. Không sơi nó, bị dưới cháy à. Cháy không? Dính. Vô đây nhưng mà đập ở nhà chú có ăn cà phê rồi. Đêm xuống nhìn đẹp trai chứ nhỉ. Xứng đáng lấy thêm vợ nữa. Đủ lấy vợ nữa không lấy à. Nặng mà thế nặng cần chung chung. Giật nhiều lên cho các con mừng nhé. Chứ nhấp 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 không về mệt. Ồ to rồi. À là hán à, lau kiến. Trời ơi. Anh không dây lâu chú ơi, bước bước lại. Ok. Trời, từng cá lóc mà to vậy chứ. Cá lóc với cá chê mà to vậy ngon rồi ha. Đồng chuyện cái đồng ra to à. Nhà đồng bỏ thuốc và đi dẻ luôn. Không còn một hy vọng nào nữa. Có câu được gì không mấy người anh em? Thua hả? Toàn là các con không à? Tưởng có thì ở lại một xíu nữa. Mà không có thôi. Thu dọn chiến trường mọi người ơi. Hai chú cháu giờ phải ao đây. Ngồi còng lưng luôn. Hay là có cá để nấu cơm ăn á. Hôm nay một bữa khá móm luôn, móm hoàn toàn luôn. Cá thì rỉa liên tục. Nhưng mà giật thì không khó. Vài con lau kiến. Là mỗi lần gom cần là phải cắt lấy chị à. Rồi cái này móc vô đây. Lưỡi rồi coi. Trời, nhìn to đi. Lưỡi vậy mà nó kéo gãy á. Gì à? Gom vũ khí. Thúi luôn rồi nó ăn. Câu đêm mà còn vui chứ. Vui chứ nó mát. Muốn đi xuống rau mà đêm cũng được. Đó bữa thằng chú đi miền Tây nó cho chú 1000 mét. Nó cầm từ Mỹ về nó cho chú cái thiết bồ với cái đó đó. Ừ. 1000 mét cước đó không câu chắc đó. Gầm thẻo câu cả đời. Cái này bật ở dưới bụng nè. Dạ. Rồi khóa là liền xong. Rồi đi câu một mình thì chú quay hết lên. Rồi cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Mình chúc mọi người sức khỏe, may mắn và gặp nhiều điều thành công trong công việc và cuộc sống. Và hẹn gặp lại ở một video khác và một hành trình khác. Nhớ ủng hộ Tao Đen và chú Nguyễn Giáp nha. Bye bye, tạm biệt mọi người nè. Tạm biệt mọi người. Về thôi. Hôm nay trời đẹp quá. Đâu rồi? Về nha, mai anh lại ghé ha. Ngủ ngon.